Xin chào mọi người, lại là mình Hana đây. Ở vlog tuần này thì mọi người hãy cùng mình đi cắt kính mới nhé. Nếu mọi người đã xem những video trước của mình thì mọi người cũng biết là mình rất hay đeo cái cặp kính này khi mà mình đi ra ngoài đường, lúc mà mình lái xe hoặc là lúc mình học bài. Nhưng mà tự dưng một hôm cặp kính đấy không cánh mà bay. Mình không nhớ là mình làm rơi ở đâu không, nhưng nói chung là mình không tìm thấy được nó nữa. Và thật ra thì không có kính thì cũng không phải là vấn đề to lắm với mình, bởi vì mình cận không nặng lắm. Nhưng mà cái lý do khiến mình phải đi cắt kính mới ngay lập tức là bởi vì sau đấy khoảng 1-2 ngày là mình bắt đầu đi học quân sự rồi. Mà mình sợ là dù mắt mình cận nhẹ thôi, nhưng mà nếu mà mình không nhìn được bia, xong mình bắn trượt xong mình bị trượt thì sao? Thế là mình phải vội vàng đi cắt một cặp kính mới luôn. Ngoài ra thì nếu mà không có kính thì mình cũng không nhìn được bảng ấy, dù mình ngồi bàn đầu. Đằng nào cũng phải cắt kính mới thôi nên là đi cắt luôn. Cặp kính trước của mình thì mình cắt ở một hàng trên phố. Mà mấy cái hàng đấy kiểu người ta chuyên làm những cái kính, kiểu mọi người biết là mấy cái hàng kính trên phố mà người ta sẽ bày một đống kính la liệt ở trong cái tủ kính ấy. Xong mình sẽ vào đấy mình chọn mắt kính này, xong rồi mình ngồi các chú đo cho, xong rồi cắt kính luôn ở đấy. Thật ra là mình khá ngại đến những chỗ như thế bởi vì nó thường đông ý. Với cả là đi một mình đến những chỗ đấy cảm giác kiểu hơi kỳ sao á. Nên là lần này mình quyết định lên Facebook hoặc là lên TikTok, bất cứ nền tảng nào để mình tìm xem có chỗ nào cắt kính ổn không. Nói trước là video này không có nhận tài trợ hay là nhận quảng cáo gì đâu nhen. Đây là những cái mình rút ra được từ cái trải nghiệm thực tế của bản thân thôi. Thì đấy, xong mình tìm được cái chỗ kính mắt Lily này. Trông cũng có vẻ uy tín phết, lướt lên lướt xuống, thấy giá cũng ổn, không quá đắt. Mà lại còn có cả website, Shopee và Instagram nữa. Kiểu đầy đủ trên các nền tảng mạng xã hội luôn ý, nên là thấy cũng có vẻ uy tín. Nhưng mà thật ra cái lý do chính mình đến cắt ở đây là bởi vì bạn mẫu bên này xinh quá. Nhìn ảnh bạn mẫu là mình cảm giác mình muốn đi cắt một cặp kính luôn. Trông bạn ấy kiểu quá cute và mặt bạn ấy quá hợp để đeo kính ý. Thế là mình quyết định là mình sẽ đi cắt ở chỗ này luôn. Trước cái hôm mà mình đi cắt kính ý thì mình đã nhắn tin cho Pet luôn rồi là để xem cái quy trình làm việc bên này như nào. Thì các bạn ấy bảo là bên này có cái dịch vụ là đo khám mắt miễn phí. Nghe có vẻ quá ok đúng không? Thế là mình đi luôn vào sáng hôm sau. À, lúc mà vào website của kính mắt Lily ý, mọi người nhớ là lướt xuống dưới sẽ có cái phần lấy cái voucher giảm giá 50.000 ý. Cái lúc đấy là mình lấy rồi. Người ta đã gửi voucher 50.000 về email của mình rồi, nhưng mà đến lúc mình đi mua kính mình quên mất, mình không lôi ra. Mình chọn cơ sở ở gần Đại học Hà Nội là vì đấy là cơ sở gần nhà mình nhất. Cái bên kính mắt Lily này thì còn rất nhiều cơ sở như chỗ khác nữa. Cảm nhận đầu tiên khi mà bước vào chỗ này chính là trông rất là bắt mắt và xịn sò. Kiểu cái cửa hàng này dùng cái tông màu chủ đạo là xanh nước biển và vàng ấy. Hai cái màu đối nhau nên nhìn trông rất là nổi và trông rất là trẻ trung, tinh nghịch. Ở đây có siêu nhiều cặp kính có giá dao động từ khoảng 100.000 đến 1-2 triệu ấy, là mọi người có thể tham khảo trong cái khoảng giá mà mọi người muốn. Lúc đầu nhá, trước khi đến đây mình đã có cái tư tưởng là mình sẽ chỉ vào mua một cặp kính 100.000 hay 200.000 thôi. Bởi vì nhu cầu sử dụng kính của mình không quá nhiều, bởi vì mình không đeo 24/7, mình chỉ đeo những lúc nào mình cần thôi. Kiểu cái gọng kính cũ mà mình làm mất nó có giá 90.000 đấy mọi người. Mình đã nghĩ là mình vào đây sẽ chỉ mua những cái cặp kính rẻ rẻ chút thôi. Nhưng mà mình đã bị cuốn theo lời tư vấn quá nhiệt tình của bạn nhân viên. Bạn ấy đã tư vấn cho mình một cái gọng kính có giá là hơn 300.000. Mình nhìn gọng kính thấy đúng là có vẻ hợp với mặt mình thật, bởi vì mặt mình là dáng mặt tròn ý, thì hợp với những cái gọng kính mà nó vuông vuông một chút. Ok, sau khi mà đã chọn được gọng kính thì bọn mình sẽ đi lên tầng 2 để bạn ấy tư vấn cho mình nên lấy cái loại tròng mắt nào. Mình thấy ở đây có siêu nhiều các loại tròng kính luôn, có cả loại khi ra nắng nó sẽ đổi màu ý. Trông khá là xịn sò nhưng mình không có nhu cầu nên mình cũng không mua. Và tròng kính ở đây có khoảng giá dao động với nhau cũng khá là rộng. Có những loại rẻ nhất cũng chỉ khoảng 200 mấy, nhưng mà đắt nhất thì có loại gần 2 triệu. Thế là cuối cùng sau khi một hồi nghe bạn ấy tư vấn thì mình đã chọn cái loại 345.000 ở đây. Loại này đã có chống cả tia UV các kiểu rồi nhưng mà không có chống ánh sáng xanh nha. Những bạn nào mà làm việc máy tính nhiều mà khi làm việc máy tính các bạn đeo kính ý, thì nên mua những cái loại mà có chống ánh sáng xanh. Mình thì lúc làm việc mình không có đeo kính nên là mình chỉ cần loại bình thường thôi. Ok, sau khi mình đã chọn xong tròng kính thì khúc này là mình đến store hơi sớm nên là mình sẽ ngồi đợi chuyên viên mắt, à, hay là gọi là bác sĩ khám mắt nhỉ, gọi là chuyên viên đi, đợi chị ý đến để khám mắt cho mình. Thì mình sẽ ngồi đối diện với cái chị chuyên viên ở cái bàn này, cũng sẽ có một cái máy để đo mắt, và khi mà mọi người nhìn vào trong thì mọi người sẽ thấy được cái khinh khí cầu huyền thoại. Xong rồi ở đối diện mình sẽ có một cái tivi và nó sẽ hiển thị những cái bảng chữ cái với cả những cái hình tròn mà nó khoét lỗ lên trên, sang phải, sang trái, xuống phía dưới. Thì mình sẽ ngồi đấy là mình đọc và chị sẽ kiểu cho những cái tròng kính tùy theo độ cận của mình vào ấy, đến khi nào mình nhìn rõ thì thôi. Sau một hồi khám thì hóa ra mắt mình cũng không cận như mình tưởng. Mình chỉ cận một mắt là 0.75 và một mắt là 0.5 thôi. Thế mà lúc đầu mình cứ tưởng là mình phải cận đến 2-3 độ rồi cơ.
Sau đấy thì chị lại lắp cho mình hai cái tròng kính theo độ cận của mình vào cái kính này để mình đeo nhìn ra xa một thời gian cho quen ý, để không bị chóng mặt. Có một điều đáng khen ở cái cửa hàng này đó là rất nhiều gương to, nên mọi người có thể sống ảo thoải mái luôn. Ở đây có rất nhiều cuốn Conan luôn để mọi người có thể đọc lúc mà ngồi chờ chuyên viên hoặc là lúc mà mình đang tập làm quen mắt mình với hai cái tròng kính mới ý. Và đây này, ở đây có cả một cái TV to đùng để mà chiếu nghe thức quảng cáo của bên hãng. Và mình lại gặp cái bạn mẫu nữ đấy, trời ơi, bạn ấy quá xinh và quá cute. Ok, sau khi mà chị chuyên viên đã đi cắt mắt kính xong cho mình thì mình sẽ nhận lại được hai cái này, hai cái túi giấy kiểu đựng tròng kính à, và cái đơn kính như này. Nó sẽ hiển thị là độ cận mắt mình là bao nhiêu và mình mua loại tròng kính gì. Túm lại là sau khi đi cắt mắt kính ở đây thì tổng chi phí thiệt hại của mình đã lên tới khoảng hơn 700.000. Rất cao so với những gì mình tưởng tượng trước khi đi đến đây cắt mắt kính. Nhưng mà bỏ ra số tiền như vậy để có được một cặp kính mà nó chất lượng ok thì cũng không phải là vấn đề quá to tát. Review chung lại thì cửa hàng đẹp, mẫu xinh và nhân viên thân thiện. Vậy thôi, chứ video này chỉ ngắn gọn như vậy thôi à. Nhưng mà nếu các bạn có biết chỗ nào cắt mắt kính ngon bùa rẻ hơn thì đừng ngại mà comment cho mình biết nhé. Để nhỡ mà lần sau mình có bị mất kính một lần nữa thì còn nhiều chỗ khác dự phòng để đi cắt mắt kính. Cảm ơn mọi người đã xem video này nha. Hẹn gặp lại vào video tiếp theo.